Vâng, xin kính chào tất cả quý vị nhé. Chào mừng các bạn xem kênh của mình. Hôm nay thì Shop quay trở lại với các bạn với một cái mẫu dây rất là đẹp luôn. Đây là một cái mẫu dây có trọng lượng cũng nhỏ thôi mọi người nhé. Dây này mình đang quay cho các bạn xem là một cây rưỡi, độ dài dây là 57. Đấy thì nếu như bạn nào mình đang cần tìm cái dòng dây mà nhìn nó có cái thiết kế lạ đẹp thì các bạn hãy tham khảo mẫu này. Mẫu này thì các bạn cứ hình dung nó chỉ to ngang cái bút chì của mình thôi nhé. Đấy thì sẽ phù hợp với lại những bạn mà mình thích dây nhỏ nhỏ. Thiết kế của cái dây này rất là hay, gồm một cái mắt dài kim tiền mọi người nhé. Đấy và hai cái mắt ngắn. Đấy thì mình sẽ quay gần để cho các bạn xem cái thiết kế của cái dây này, cực kỳ là bắt mắt, rất là đẹp. Đấy thì hiện tại là mình chỉ có một cái khuôn này thôi nhé. Còn tới đây mình ra được cái khuôn to hơn cũng mẫu như này thì mình sẽ làm để quay mẫu cho mọi người. Đó thì đây là sản phẩm hàng đúc, cái độ to là không đổi nhé. Các bạn chỉ có thay đổi được độ dài của dây thôi. Ví dụ như là dây này thì các bạn này bạn làm dài 57 thì trọng lượng của nó tầm độ 1,5 cân nhé. Còn bạn nào mình làm dài hơn thì cái trọng lượng nó sẽ nặng hơn, hoặc là ngắn hơn thì là cái trọng lượng nó sẽ giảm đi nhé. Đấy thì đây là một cái mẫu dây mới mình muốn quay cho các bạn xem. Rất là đẹp. Đấy thì bạn nào mình có nhu cầu mà các bạn cần tìm những cái sản phẩm bạc đẹp, đặc biệt là thích cái mẫu mà mình cảm thấy ưng ý nhé, thì các bạn cứ liên hệ mình, mình sẽ gửi mẫu cho các bạn xem thêm và tư vấn báo giá cho các bạn tại cái thời điểm mà các bạn hỏi hàng bên nhà mình. Đó thì cũng chia sẻ với mọi người là mình ở Hải Dương nhé, và mình chuyên kinh doanh cái sản phẩm bạc đẹp. Mình làm hàng đặt theo nhu cầu, đấy, theo cái độ dài và theo cái trọng lượng mà các bạn mong muốn, nó tùy theo mẫu mọi người nhé. Đấy, và chế độ bảo hành bên nhà mình rất là đầy đủ và cực kỳ là uy tín. Các bạn có thể là mình ở bất cứ nơi đâu nhé, các bạn cũng sẽ được bảo hành về những cái sản phẩm bên nhà mình. Nếu như bạn nào mình đã từng mua sản phẩm của Shop thì các bạn cũng sẽ đồng ý là mình nói như vậy là đúng. Đấy, bởi vì mình đã từng bảo hành cho các bạn rất là có trách nhiệm luôn. Đấy, thì bạn nào mình có nhu cầu các bạn nhớ liên hệ mình qua cái số điện thoại dưới nhé. Thì mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé đã đón xem cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người.